Đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 trận đấu này, cao thủ U23 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Hài lòng. Dứt điểm. Đó là cú dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Về phía khung thành của thủ môn Phil Thu, chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đã đập vào người của tiền vệ Luyên Mueaung. Và cô hét đối đầu với Uzbekistan, nhưng đó chỉ là trận đấu thủ tục. Khi mà Uzbekistan là chủ nhà thì đương nhiên là sẽ có mặt tại giải đấu. Pha đi bóng của cao thủ U23 Việt Nam. Tình huống khống chế bước 1. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar. Miat Khan là người đã thực hiện quả phạt góc và sẽ có quả phát bóng lên cho thủ môn Văn Toàn. Luyên Mương Ung rất nguy hiểm. Sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho cao thủ Myanmar. Những phút vừa qua thì U23 Việt Nam đã bị gây sức ép ngược. Văn Xuân. Lần này là một ý đồ đá khác so với cú đá phạt trước đó. Văn Đạt. Đã không thể tạo ra được đột biến trong pha xử lý trong vòng cấm vừa rồi của Trần Văn Đạt. Đường chuyền rất hợp lý. Đánh đầu. Bóng đã chạm đầu của Lê Xuân Tú nhưng ở một tư thế không thuận lợi. Cơ hội. Thanh Minh. Cơ hội. Không được. Tưởng như là Thanh Minh đã giành chiến thắng trong tình huống cùng với Lý Công Hoàng Anh. Trọng Long thì chơi lùi sâu hơn với vai trò phòng ngự từ xa là chính. Khá nguy hiểm. Tình huống băng lên của thủ môn Văn Toàn. Và đã có một cú dứt điểm từ xa của cầu thủ bên phía U23 Myanmar. Văn Đô. Lý Công Hoàng Anh. Pha phạm lỗi từ phía sau của hậu vệ Lin Tetsue. Rõ ràng là so với những gì mà chúng ta thể hiện trong hiệp 1 thì thế trận trong hiệp 2 của U23 Việt Nam đang có chiều hướng đi lên. Cầu thủ của Myanmar vừa đẩy vừa đá Lý Công Hoàng Anh. Vẫn sẽ là đội trưởng Hai Long thực hiện quả đá phạt. Hai Long và Lê Văn Xuân thay nhau trong vai trò là cầu thủ thực hiện những quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Hai Long, cơ hội, tỷ số là vào cầu. Một tình huống bóng bổng. Cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đó là cầu thủ vào sân thay người Hồ Thanh Minh. Một sự thay đổi người rất hợp lý và đã phát huy tác dụng. Phút thứ 59 của trận đấu, thế bế tắc đã được khai thông. Và bây giờ thì cầu thủ U23 Myanmar sẽ phải rơi vào tình thế bám đuổi về mặt tỷ số với cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt tình huống cố định với một quả treo bóng rất vừa tầm của đội trưởng Hai Long. Và Hồ Thanh Minh cũng rất hay với một tình huống băng cắt. 1-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã phá vỡ được thế bế tắc. Hàng phòng ngự của Myanmar đã bị đánh bại. Ở vòng loại lần này cho tới lúc này đều có dấu ấn của Hai Long với hai pha kiến tạo. Đã có tình huống việt vị của Hồ Thanh Minh. Đó là pha phối hợp của hai cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp 2 của U23 Việt Nam. Tác giả của cú đánh đầu quyết đoán mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Kể từ lúc Hồ Thanh Minh được tung vào sân thì đúng là lối chơi của U23 Việt Nam, lối chơi tấn công đã trở nên sáng sủa hơn. Văn Đạt. Lê Văn Đô. Pha cài người rất hay của Lý Công Hoàng Anh. Rất hợp lý, có thể dứt điểm.
Penalty chăng? Văn Đạt khống chế bước một, sau đó thực hiện động tác qua người. Cả hai đều là những sự thay đổi trên hàng tấn công. Nếu như để thua U23 Việt Nam ở trận đấu này thì gần như chắc chắn Myanmar không thể vượt qua được vòng loại, rất nguy hiểm. Đó là pha xử lý của Lê Văn Đô. Hài lòng. Đánh đầu, cơ vào. Cú đánh đầu rất căng nhưng lại trúng vào chính vị trí của thủ thành Phio Thu vào vòng chung kết. Và đương nhiên thì cao trò của Việt Park Hang Seo sẽ không muốn điều đó xảy ra. Pha cài người rất tốt của Thanh Bình. Bên ngoài sân, theo quan sát của chúng tôi thì Hữu Thắng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một phương án thay thế trên hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Đã có va chạm xảy ra. Một cầu thủ cao thủ đã còn không còn giữ được bình tĩnh, Lý Công Hoàng Anh của chúng ta. Một chiếc thẻ đỏ, có lẽ là một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra dành cho cầu thủ của Myanmar. Đã có một pha đánh nguội chăng? Lý Công Hoàng Anh là người đã tỏ ra không hài lòng và đã phản ứng với tình huống phạm lỗi của Mui Aung đối với người đồng đội của mình, đó là Trọng Long. Và sau đó thì một cầu thủ áo trắng khác đã có một tình huống xử lý thiếu kiềm chế đối với Lý Công Hoàng Anh và ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài người Malaysia, ông Nasaruddin. Bây giờ thì khó khăn càng thêm chồng chất đối với cao thủ U23 Myanmar. Thẻ đỏ này gần như sẽ dập tắt mọi hy vọng của cao thủ U23 Myanmar. Có vẻ như thẻ đỏ dành cho số 12, đó là Aung Hunaswe. Vâng, đây chính là cầu thủ đã có pha kiến tạo quyết định. Rất nguy hiểm. Một quả đá phạt dành cho cao thủ U23 Myanmar, nhưng rất may là trọng tài xác định là tình huống phạm lỗi ở ngoài khu vực 16m50. Cao thủ áo trắng thì cho rằng họ cần phải được hưởng một quả 11m. Một sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự bên phía U23 Việt Nam khiến cho chúng ta đang đứng trước một tình huống đá phạt nguy hiểm của đối thủ. Đó là một pha phạm lỗi ngoài vòng cấm. Dù sao đây vẫn sẽ là một tình huống hết sức nguy hiểm cho khung thành của Văn Toàn. Và là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Myanmar có bàn thắng gỡ hòa. Một trận đấu phải nói là rất căng thẳng. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng với U23 Myanmar. Văn Toàn đang chỉ huy hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, dứt điểm không qua được hàng rào của U23 Việt Nam. Không có bàn thắng san bằng tỷ số cho cao thủ Myanmar. Toàn bộ đội hình của Myanmar đã tràn sang phần sân của U23 Việt Nam. Hoàn hồ cao thủ phòng ngự U23 Việt Nam. Người phá bóng ra cuối cùng đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đó là một tình huống mà cầu thủ Myanmar cho rằng là họ cần được hưởng penalty. Khi bóng chạm tay của một cầu thủ U23 Việt Nam trong tình huống làm hàng rào, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Không có gì nguy hiểm đối với Văn Toàn. Và như vậy là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và...